dung dịch để tẩy nhé. Đây là chúng tôi đang trong quá trình tẩy vết mổ của bàn ghế môn bê tông và chiếc kệ đi. Đấy, tẩy dung dịch vết mổ. Thế là màu mổ này chảy đây. Đang chữ luôn. Đấy, môn bê tông là phải tẩy hết. Tẩy bộ tần thủy hoàng môn đôi công đây. Đang sùi bọt lên đây. Quá trình tẩy bớt màu của gỗ đi. Thì khi tẩy xong thì nó sẽ nổi vân lên rất là đẹp. Bởi vì gỗ môn đôi công tự nhiên mà cái chất nhựa gỗ rất nhiều, gỗ như nhựa. Nên chúng tôi phải tẩy bớt đi thì mới nổi vân lên. Acid rất là khó chịu. Đây, bộ sản phẩm này có một bộ tần thủy hoàng và một chiếc kệ TV. Vâng, quý vị, đây là sau khi tẩy xong thì quý vị thấy điều kỳ diệu đã xảy ra. Vân gỗ nổi lên rất là đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.